Kinh hoàng, clip gã đàn ông vác dao truy sát người phụ nữ bán rau vào tận nhà vệ sinh. Tin tại thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ bán rau bất ngờ bị đối tượng tên T cầm dao đuổi chém, nạn nhân trốn vào một căn phòng thì bị hắn ta chém vào cửa, may mắn được người khác can ngăn kịp thời để thoát thân. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị truy sát vào tận trong nhà vệ sinh, được chia sẻ khiến nhiều người rùng mình. Được biết hình ảnh trên được camera an ninh nhà dân ghi lại được tại khu vực quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy một người phụ nữ hớt hải bỏ chạy vào trong phòng đóng kín cửa. Theo sát ngay phía sau là một người đàn ông hùng hổ cầm theo con dao dài. Dù người phụ nữ đã đóng kín cửa nhưng hắn ta đã dùng dao chém tới tấp vào cánh cửa, thậm chí dùng dao xiên thẳng vào bên trong qua những cửa bị vỡ. Thấy nguy hiểm, người phụ nữ cố giằng co và tháo chạy ra ngoài nhưng vẫn bị đối tượng giật tóc kéo lại, dùng dao định chém. May mắn lúc này một người phụ nữ đã kịp thời chạy vào can ngăn, giữ người đàn ông lại cho nạn nhân tháo chạy. Đoạn clip ghi lại hành động truy sát dã man của người đàn ông sau khi được chia sẻ đã khiến dân mạng được một phen hoảng sợ. Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin trên báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nạn nhân được xác định là chị TTTD, 30 tuổi, tạm trú tại quận 12. Sau khi xảy ra sự việc, chị D đã trình báo công an. Theo trình báo, khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 11, trong lúc chị D đang bán rau tại trước chợ Hiệp Thành thì bị người tên T, ngụ quận 12 cầm dao đến hăm dọa. Người này sau đó đã to tiếng và rượt chém chị D, sợ hãi nạn nhân chạy trốn vào một căn phòng vẫn bị đối tượng đuổi theo. Chị D có cho hay sau vụ việc may mắn thì chị chỉ bị thương nhẹ ở tay và vùng đầu. Do diễn biến vụ việc nhanh, đối tượng manh động nên không ai dám can ngăn. Sau đó nạn nhân đã đến công an phường Hiệp Thành để trình báo vụ việc. Theo chị D, giữa chị và đối tượng trên có quan hệ họ hàng, cả hai có mâu thuẫn khi buôn bán tại khu vực trên. Mark Tham Vọng, chuyên mục tin nóng trong ngày.